Chào các anh chị, thì trên tay mình là một trong những dòng sản phẩm chân bàn sử dụng cả trong chân bàn và chân ghế, và đây là một cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều các anh chị nhà máy gỗ ưa chuộng bởi vì cái thiết kế rất là chắc chắn cũng như là cái đường nét gia công thẩm mỹ vị trí bát ở đây hàng rất là khít và chúng ta không thấy các cái khe hở, đảm bảo khi chúng ta lắp đặt trên các cái sản phẩm chi tiết đồ gỗ chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là cái tính thẩm mỹ. Song song đó là các cái đường ống xi mạ cũng như xử lý rất là chi tiết cũng như là tỉ mỉ. Thì đây là vị trí đây sẽ được lắp một cái miếng cao su dán để chống ma sát thế này, và sau đó chúng ta sẽ lắp đặt lên cái chân bàn hoặc chân ghế. Ở đây là có ba cái vị trí bắt bô lông. Thì đây là cái chân 250 cao, độ cao 250. Hiện tại cái thước này còn có thể là gia công kích thước là 150 mm, thì tùy theo nhu cầu các anh chị có thể gia công theo cầu các thước khác cũng như màu sắc khác. Thì thông tin cụ thể anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Thì đây là cái pad này có kích thước bề ngang là tương đương với là 140 mm, thế đo như thế này 140, và chiều này có kích thước là 80 mm, và độ dày của cái pad này có kích thước là độ dày là 3 ly, rất là dày. Còn lại ống này là ống 12 như thế này. Thì toàn bộ sản phẩm gia công độ hoàn thiện rất là cao, do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như tính thẩm mỹ khi mà sử dụng trên các sản phẩm đồ gỗ, đặc biệt là đồ gỗ xuất khẩu của chúng ta.